đụng cá nè. Đâu. Ê. Ngon. Ôi con này cá mái hay cá trống này? Ai biết con này là cá gì trời? Cá bị chậu. Không, con này lia thia nè. Lia hả? Ừ. Kia hả? Nè các bạn ơi. Ừ. Lấy chai nước biển đi. Đây. Lái cười. Chai nước biển đâu? Từ từ xem có bọt không? Đi nhẹ nhẹ thôi. Một bạn bên này. Đâu. Ngon. Ôi con này cá mái hay cá trống này? Ai biết con này là cá gì trời? Cá bị chậu. Không, con này lia thia. Yeah. Lia hả? Ừ. Đây hả? Ừ. Lấy chai nước biển đi. Ôi. Đâu. Nhưng mà hai con nhỏ một con bự nè. Rồi cho vào đây hết. Ôi cá nhỏ nhiều lắm nha mọi người. Nè. Đó. Thôi con đấy thả đi. Nhỏ quá thả đi. Con này. Thả. Rồi cho. Lấy con này luôn về. Con kia nhỏ quá thả đi. Trời ơi. Xúc từ xúc nát cái rổ. Cái này hơi bị nhiều các bạn ơi. Đi. Hợp lý. Đây các bạn. Rồi mình đi xuống đây. Xúc từ. Con này chứ Hùng ơi. Này nhỏ quá à. Thôi bỏ đi. Hai kia làm gì à? Đâu đâu? To không? Ôi. Này nhỏ quá. Thôi bỏ đi, thả đi. Con lấy con nào kia, con nào to. Trăm ngàn đếm đi rồi đủ cho chung cho tôi. Thấy lần này thằng gỗ rõ rồi hả? Rồi bạn nào có tiền đưa cho ông đi. Nào, chung đi, được nhiêu con rồi. Thì hồi đó nó bỏ cá lai vô đây, nó nuôi đây. Ồ, cá lai à? Dạ. Này chắc có cá xiêm quá. Ý, thịt tốt nhiều quá. Dạ. Cá xiêm nó bỏ lai cá đồng. Dạ. Con nước rồi con. Sâu không? Ở đấy không có mấy đâu. Mấy cái chỗ ở trong gần đó. Quay đây nào lại có không? Cá nhỏ quá. Đẹp, có con này đen này các bạn ơi. Cá lai luôn.
Để con thả cho. Thôi con này nhỏ quá, thả đi. Là bạn nào xúc một lần dính từng con cá không? Đúng rồi, bạn nào xúc mà dính cá là được 50k liền. Bự nhỏ thì cũng tính hả? Bây giờ mà bự nhỏ gì cũng tính thì con nào bự hơn thì là bạn đó lụ. Dễ phải mà xúc con nào bự hơn. Ai xúc được con bự hơn thì lụ 50k liền. Nãy giờ rất là hứng hết nha các bạn. Giờ tôi nhỏ tôi sẽ xúc trước nha bạn. Nhỏ xúc trước hả? Thì bây giờ nhỏ xúc trước cũng được. Ok. Mỗi người xúc một lần đấy nha. Đó, thử thách. Có không? Rồi, không có luôn. Rồi. Với là mình dính được 3 thằng, mình dính được 1 thằng là một người con cá nhỏ nhất cũng tính hả? Đúng rồi, thì cái bạn cái người dính đó là lục 50k. Dính không? Không có. Không, cua không tính. Ai biết tìm chỗ nào thì tìm. Không được thì xúc lại. Có không? Không dính luôn rồi. Người ta phải biết tìm chỗ chứ, những cái chỗ nào xúc rồi thì làm sao mà có. Cố lên. Rồi, hai con. Bây giờ tôi lấy con to nhất nha. Ok. Không dính luôn. Rồi sao? Không có luôn. Rồi, hôm nay bạn Lợi là người may mắn nhất nha, lụm 50k liền luôn. Rồi, chúc về đưa. À, 50k xúc cá nha. Tôi là người chiến thắng của ngày hôm nay. Nhỏ mà nó mạnh. Cái bãi nhỏ mới được giải vậy. Cái mình bự cũng có giải mà nó nhỏ mới được giải. Nó bị khổ con cá rồi. Rồi, bye bye các bạn đi. Thôi đi về. Rồi bây giờ cá đấy cầm đấy về nuôi xong rồi cuối tuần đá.